Rồi, chào mừng quý khách đến với video mới nhất của mình buổi sáng hôm nay ha. Chúc quý khách một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều thành công và may mắn các bà con ơi. Rồi, sáng hôm nay Mai Vàng Minh Chiến tiếp tục quay 15 cây mai phôi để gửi đến Ba Phi đăng hộ mình ha. Con được giao lưu cùng với bà con khắp nơi ha. Bà con có thích cây nào thì gọi trực tiếp cho mình để giao lưu với bà con ơi. Số điện thoại của mình là 0914 865 991 ha. Cây tứ quý ha. Hoành to đế lực nha bà con ơi, giá cũng yêu thương đây ha, hoành to ha, đế rất lực luôn ha, tay cành đều luôn á bà con ơi, à ha, đó tay cành ha, rồi bắt đầu cây số 1 nha bà con ơi, cây số 1 tứ quý ha. Đế rất đều, rất lực luôn các bà con ơi. Đế rất lực ha, rất đều ha. Rồi, xây đi. Tay cành cũng rất đều luôn bà con ơi. Cành đều ha. Cây này ở ngoài lực lưỡng lắm luôn ha. Rồi, cho số đo đi. Rồi, chiều cao 120. Cao 120 rồi con ơi. Rồi, quần 32. Quần 32 ha. Rồi, cây số 1 đường kính bầu. Rồi, đường kính bầu 60. Kính bầu 60 rồi con ơi. Rồi, cây số 1 ha. Cây này mình giao lưu giá 1,7 triệu mà con. Cây quá đều, quá lực luôn ha. Rất to luôn đó mà con ơi. Rồi giá 1,7 triệu ha. Tất cả cây mình đều bao ship toàn quốc hết đó bà con ơi. Ha. Bao ship toàn quốc, bao sống toàn bộ cho bà con ha. Rồi cây số 1 cho xuống, tiếp tục cây số 2 lên. Cây này bao ship mà nếu mà miền Bắc là cũng hơi bị nặng tiền lắm đó bà con ơi. Cả 50 kg luôn ha. Đó, tiếp tục cây số 2 ha. Cây số 2 bộ đế quá dữ luôn. Bộ đế nằm dạng muốn đế muốn khủng luôn nha bà con. Quá đều luôn. Đế quá khủng luôn ha. Rồi tay cành cũng không có gì để chê luôn ha. Quá đều luôn ha bà con ơi. Nè ha. Đó, quá đều luôn. Bộ đế rất lực luôn. Quá là đều, quá lực luôn. Rồi cho số đo luôn. Chiều cao. Ơi, chiều cao 115. 115 bà con ơi. Quần 33. Quần 33 ha. Đấy, chính xác nha bà con. Rồi, tổng thể cây này ha. Cho cái bầu luôn. Bầu 58. Kính bầu 58 nha bà con ơi. Rồi cây này mình giao lưu giá 2 triệu ha. Cây quá lực. Bộ đế quá xá lực luôn ha. Gần như gọi là đế khủng cũng được ha. Bế bằng cầm tay ha bà con. Đây cho bà con xem lại bộ tay cành ha. Từng chi tiết luôn ha. Quá lực luôn ha. Đó, giót đọt luôn. Rồi có đọt giót ha. Chắc chừng 10, 11 nè. 12. Cây này quá chuẩn nha bà con ơi. Rồi 2 triệu ha. Bao ship toàn quốc ha bà con ơi. Rồi cho xuống. Tiếp tục cây số 3 lên. Lô mai này thì cũng có một số cây mình đã quay rồi ha bà con. Mình giao lưu chưa hết thì giờ tiếp tục quay lại. Bà con nào xem thì thích cây nào thì ủng hộ cho mình ha. Cây số 3. Cây số 3 mai vàng ha. Đế cũng rất khủng, rất lực luôn ha.
Một đế ha, quá lực luôn. Rồi tổng thể cây luôn ha, cây này nó có nhiều cái bánh cam lắm mấy con ơi ha, nó nù tay cành nó ra đùi ếch hết này ha. Rồi cho số đo luôn. Rồi chiều cao 80. Cao 80 rồi con ơi. Rồi quần 37. Quần 37 ha. Hơi yếu xíu. Rồi. Kính bầu. Rồi, kính bầu 55. Kính bầu 55 ha. Cây này rất lực luôn nha bà con ơi. Rồi cây này mình giao lưu giá 2,4 triệu thôi. À, rất lực ha. Bao ship toàn quốc hết các bà con ơi, bao sóng toàn bộ ha. Rồi cho xuống tiếp tục cây số 34 lên. Rồi số 4 bà con ơi. Số 4 nha. Đế cũng rất lực luôn ha. Cây lắc gọng chữ C rất hay luôn. Đế đều lực thôi bà con ơi. Đó, đứng lại. Đó, gọng chữ C này ha. Rất hay ha. Ở trên cũng có một số tay cành ha. Rồi, mình chừa vậy tùy bà con về chọn cách chơi của bà con ha. Rồi, 83. Cao 83. Quần 32. Quần 32 bà con ơi. Rồi. Rồi đứng kính bầu 50. Kính bầu 50 ha. Cây này mình giao lưu giá 1,5 triệu bà con ơi. Rồi cho xuống đi. Cây rất lực ha. Rồi tiếp tục số 4. Số 4 bà con ơi. Ồ, đế rất đều ha. Cây này nó cũng có nhiều cái điểm nổi u nần ha. Tay cành thì ít ha. Đây nó nổi u nần nè ha. Đây nè bà con. Nổi nù ha. Đây u nần dữ lắm luôn nè ha. Đó, có nhiều điểm nổi u nần ha. Cành thì đùi ít ha. Rồi cho số đo luôn. Rồi chiều cao 57. Cao 57. Quành 31. Quành 31 bà con ơi. Rồi. Kính bầu. Rồi kính bầu 43. Kính bầu 43 ha. Rồi cây này mình giao lưu giá 1,4 triệu nha bà con ơi. Cây rất lực luôn ha. Rồi cho xuống tiếp tục số 6. Rồi số 6 ha. Số 6 bà con ơi, cây này thì nó về của đợt trước ha. Tược lên nó thấy bà con. Cây rất khỏe ha. Rồi cho số đo luôn. Rồi chiều cao 45. Cao 45. Quành 31. Quành 31 bà con ơi. Rồi điểm kính bầu 46. Kính bầu 46 ha. Rồi cây này mình giao lưu 1,3 triệu thôi bà con ơi. Rồi tiếp tục số 7. Rồi số 7 ha. Đế cũng khá ha, hơi thiếu ha, thiếu một mặt ha bà con. Giao lưu giá rẻ cho bà con chơi ha. Rồi, tổng thể cây luôn. Cho số đo luôn. Số 7 bà con ơi. Rồi, 46. 46. Quành 30. Quành 30 nó đo cấn cái mắt chút xíu mình báo bà con 28 thôi ha. Rồi. Cấn chút xíu à, không không không.
Rồi đường kính bầu 42. Kính bầu 42. Cấn cái mắt này chút xíu nè ha bà con. Không đáng kể nhưng mình báo sụt xuống 2 phần ha. Rồi cây này mình giao lưu giá 800 nha bà con ơi. Rồi tiếp tục số 8 lên. Rồi số 8 nha bà con ơi. Đế cũng khá ha, cũng thiếu một mặt ha. Mình quay thì nói chung cây sao mình nói vậy ha, không có thêm bớt tiêu dệt đó bà con ơi. Rồi số 8 ha. Rồi tổng thể cây luôn, cho số đo luôn. Rồi chiều cao 58. Cao 58. Xích lên. Đó vậy đó. Quành 26. Quành 26 bà con ơi. Rồi, kính bầu. Rồi kính cao 40. 40 ha. Rồi cây này mình giao lưu giá 700 thôi bà con ơi. Rồi tiếp tục số 9. Nhắc lại bà con ha, tất cả cây mình đeo là bao ship toàn quốc hết rồi bà con ơi. Bao sống toàn bộ ha. Cũng có một số cây đã xì tược rồi ha. Cây nào chưa xì tược thì mình cũng bao sống cho bà con ha. Cây này thì xì tược rồi ha bà con. Ha, xì xanh 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 nhóc nhóc hết trơn rồi nè. Ha ha. Đó, nhóc chân ha. Cây rất khỏe bà con ơi. Rồi, đế rất đều luôn ha. Đó, cây này dáng trực ha. Rồi, cho số đo đi. Rồi, 57. Chiều cao 57. Quạch này hơi lớn nha. 33. 33 lần bà con ơi. Thiếu xíu xíu ha. Đế rất đều luôn nha. Rồi, kính bầu 47. Kính bầu 47. Rồi, cây này mình giao lưu giá 1,3 triệu bà con ơi. Rồi tiếp tục số 11. Số 10. Alo. Còn chút xíu em cho anh xem anh ơi, em đang quay clip ha. Rồi. Lắng rồi. Dạ dạ. Chút xíu em cho anh, còn cái số 1, số 2 đó anh. Rồi cây số 10 đó bà con ơi. Đế cũng rất đều ha. Ê, trời chút xíu nó sợ nó quất vô cái máy. Con cầm mà. Đế rất đều đó bà con ơi. À, có một cành bay ha. Rồi cho số đo luôn. Rồi 575. Chiều cao 75 rồi con ơi, chiều bay. Cành bay. Ờ cành bay ha. Nhiêu? 50. 50 ha. Cây này cũng đã bắt đầu nứt tược nha con ơi. Bắt đầu bắn này ha. Quành 32. Quành 32 rồi con ơi, 32 hơi yếu, mình báo 31 thôi. Rồi. Đường kính bầu 50. Kính bầu 50 đó bà con ơi. Cây cũng đã bắt đầu bắn tược rồi ha. Đây nè ha. Cây rất khỏe rồi bà con ơi. Không có vấn đề gì ha. Rồi cây này mình giao lưu giá 1,3 triệu thôi bà con ơi. Giá rẻ cho bà con chơi ha. Rồi tiếp tục cây số 11. Số 11 bà con ơi. Đế cũng rất đều luôn ha. À, cây này cũng đã bắn tược rồi ha. Bắn tược rồi ha bà con. Rồi đế đều ha. Rồi cho số đo luôn. Chiều cao 37. Cao 37 bà con ơi. Rồi quành 27 luôn. Quành 27 ha. Cây tam tài ha. Giót đọt bút măng bà con ơi. 44. Kính bầu 44. Rồi cây này mình giao lưu giá 1,1 triệu bà con ơi. Rồi tiếp tục số 13.
số 12 chứ. Con Zalo cây thì nhớ gọi đúng mã số giùm mình ha. Số 12 đó bà con ơi. Đế cũng rất đều ha. Ok, cũng có rất khỏe luôn đó bà con ơi. Tược bắn xào xào luôn ha. Đó, mình cho bà con xem tược nè. Đó, bắn dữ dội luôn ha. Cây quá khỏe luôn ha. Rồi, 69. Chiều cao 69. Rồi, hoành 29. Hoành 29 rồi con ơi. Rồi, 45. Kính bầu 45. Rồi cây này mình Zalo giá 1 triệu rồi bà con ơi. Rồi cho xuống. Bỏ cây đó ra ngoài đi. Cây đó đó, bỏ ra ngoài đi. Lấy cây kia vô. Lấy cây số 14 lên. Đó, số 14. Làm là 13. À, cây đó là 13. Rồi cây số 13 hả bà con ơi. Đấy cũng khá ha. Mấy cây này thì nó nằm trong chất trồng chấu với xe dừa ha. Cây này ta cũng đã trồng lại một thời gian rồi ha. Giờ ta cần mặt bằng, ta rút lên ta bán phôi ha. Cây rất khỏe luôn ha. Tược lên cỡ này nữa rồi con. Đó, cái tược cũ người ta trồng nó lên tới cây ba lớn rồi ha. Ta rút lên ta bán phôi cho mình cắt ngang là tiếp tục nó xì nữa ha. Cây rất khỏe ha. Rồi cho số đôi đi. Rồi, chiều cao 67. Cao 67. Rồi, hoành 23. Hoành 23 bà con ơi. Rồi, đường kính bầu 43. Kính bầu 43. Rồi, cây này mình Zalo giá 600 thôi. Rồi, cho xuống. Tiếp tục 14. Cái đó luôn đi. Cái kia đã cái đó bỏ ra rồi. 14 bà con ơi. Đế cũng khá đều ha. Cái này cũng có đế bà con. Đó, cây cũng xì tược nè ha. Xì qua. Đó, tược xì vậy ha. Cây rất khỏe ha. Rồi, cho số đo. Số 14 ha. Rồi, chiều cao 73. Cao 73 bà con ơi. Rồi, hoành 25. Hoành 25 luôn. Rồi. Kính bầu 44. Kính bầu 44. Rồi cây này mình cũng Zalo giá 600 luôn ha bà con ơi. Như giá vốn luôn rồi ha. Rồi tiếp tục số 15. Cho số 14 xuống 15 lên. 15 lấy cây to bên đó đó. À. Rồi số 15 bà con ơi. Đế cũng khá ha. Sát to ha. Cây rất khỏe ha. Đó, tược lên phà phà luôn ha. Rồi, cho số đôi. Rồi, chiều cao 40. Chiều cao 40 ha. Hoành 34. Hoành 34 rồi con ơi. Đây nè. Cây này người ta cũng có nó nuôi thời gian ha. Tược nó lên ba lớn nè ha. Đó, mình lấy về mình cắt ngang là tiếp tục nó bắn nữa luôn ha. Cây rất khỏe ha bà con. Rồi, mình kính bầu. Rồi, 40. 40. Cây hoành 34 đó bà con. Mình Zalo giá 800 thôi. Rồi. Cây số 15 cũng là cây cuối cùng của clip luôn ha. Cuối clip này cho mình gửi đến bà con một lời chúc dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài đó bà con ơi. Xin chân thành cảm ơn đã ủng hộ mình thời gian qua ha. Rất mong quý khách ủng hộ, tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý khách ha. Hẹn gặp lại clip sau ha.